Xin chào các bạn và các em. Trong buổi hôm nay tôi giới thiệu với các bạn và các em dạng thuật dây của con lò xo treo thẳng đứng. Chúng ta vào nội dung của bài. Một lò xo có độ cứng 20 N trên mét. Đầu trên được treo vào một điểm cố định. Đầu dưới gắn vật nhỏ A có khối lượng là 100 g. Vật A được nối với vật B khối lượng 100 g bằng một sợi dây mềm mảnh không giãn và đủ dài. Từ vị trí cân bằng của hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống dưới một đoạn là 20 cm rồi thả nhẹ để vật B đi lên với vận tốc ban đầu bằng 0. Khi vật B bắt đầu đổi chiều chuyển động thì bất ngờ bị tuột dây khỏi dây lối, bỏ qua các lực cản, lấy g bằng 10 m dây bình. Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây lối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là phần A 0,30 giây, phần B 0,68 giây, phần C 0,26 giây và phần D là 0,28 giây. Thì theo cái nội dung của bài thì ta biết được rằng đây là một con lắc lò xo treo theo phương thẳng đứng. Trong đó, hệ vật gồm có vật A và vật B được bố trí như hình vẽ. Thì trước khi vào phần lời giải chi tiết thì chúng ta phân tích với nhau một chút và nói như thế này. Khi ta kéo vật B giả sử đến một vị trí M mà ta bắt đầu buông nhẹ hay là vận tốc ban đầu của nó bằng 0. Vậy thì cái vị trí này thì tương ứng với biên độ A. Đúng nhỉ? Và khi cái hệ này nó chuyển động lên trên, tức là vật B và vật A chuyển động lên trên, thì ta sẽ thấy rằng đến một vị trí nào đó, sợi dây sẽ bị trùng. Và tôi giả sử cái điểm P này là điểm trùng, đúng không ạ? Giả sử cái điểm P là điểm trùng, khi đó thì A chuyển động lên đến G này cũng chính là cái điểm trùng, đúng nhỉ? Thì làm cho cái sợi dây này trùng. Khi sợi dây này trùng thì nó sẽ không còn chịu tác dụng của lực kéo của cái lò xo nữa, mà lúc này cái vật B này nó sẽ tương ứng với một chuyển động ném thẳng lên trên với vận tốc ban đầu là VP. Và khi nó chuyển động lên trên ấy thì nó sẽ đến một vị trí nào đó mà vận tốc của nó sẽ bằng 0 hay nó lên đến vị trí cao nhất ấy. Thì do cái sợi dây này để nó là đủ dài cho nên là trong quá trình B được ném thẳng đứng lên trên thì nó sẽ không va chạm với vật A. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ tìm xem cái khoảng cách này bằng bao nhiêu. Sau đó chúng ta sẽ tìm được ra cái khoảng cách từ Q cho đến điểm M. Và từ đó chúng ta sẽ tìm được ra cái thời gian của nó. Thì chúng ta vào lời giải chi tiết như sau. Ta thấy là khi treo hệ vật A và B vào lò xo như vẽ thì lò xo sẽ giãn một đoạn delta L0 bằng 10 cm. Thế là xong ý thứ nhất. Cái thứ hai là từ vị trí cân bằng mà kéo vật B thẳng đứng xuống dưới đoạn 20 cm, rồi buông nhẹ để cho vận tốc ban đầu nó bằng 0 ấy, thì dễ dàng ta tìm ra cái biên độ dao động của nó sẽ bằng 20 cm. Đó. Ta thấy này, ở thời điểm bất kỳ thì tổng hợp lực tác dụng lên vật B nó sẽ được xác định là vector P cộng vector T bằng MA, đúng nhỉ? Và khi sợi dây trùng, như ban đầu thì tôi giả sử cái điểm P là sợi dây bắt đầu trùng ấy, thì lúc này cái lực T nó sẽ bằng 0. Và khi T nó bằng 0 thì dễ dàng ta tìm được ra cái vị trí của cái X này, thì nó sẽ bằng G chia cho trừ omega bình. Đấy, trừ omega bình. G biết rồi, omega, thì ở đây chúng ta sẽ tìm được ra của nó omega bằng 10 radian trên giây. Thấy bằng biểu thức này, thì ta sẽ tìm ra X bằng trừ 10 cm. Tức là so với vị trí ban đầu đây thì vị trí này sẽ là bằng, đoạn này sẽ bằng 10 cm. Đúng nhỉ? Vậy đoạn này bằng 10 cm thì ta đối chiếu ta thấy rằng là delta L0 cũng chính bằng LP. Đấy, như vậy là ở vị trí lò xo không bị biến dạng thì sợi dây bắt đầu trùng. Đấy. Thế thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái vận tốc của vật B ở vị trí P nó sẽ được xác định theo biểu thức là omega bằng căn 2 của A bình trừ X bình. Đấy, và cụ thể là XB. Và thay số tính toán được bằng căn 3 mét trên giây. Đúng nhỉ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái điểm B lúc này nó không phải là một dao động điều hòa nữa, mà lúc này nó sẽ tương ứng với một vật được ném theo phương thẳng đứng lên trên. Và khi nó được ném theo phương thẳng đứng lên trên thì cái gia tốc của nó sẽ được xác định theo biểu thức là A sẽ bằng trừ G hay nó bằng trừ 10 mét trên giây bình. Đấy. Rồi, vậy thì nó là một chuyển động được ném lên theo phương thẳng đứng thì chúng ta có thể được xác định cái đoạn mà nó dừng lại ở vị trí Q ấy, hay chúng ta có PQ ấy, thì ta tính được ra là bằng 15 cm. Vậy PQ còn bằng 15 cm. Khi vật B lên đến vị trí Q mà nó bị tuột dây thì khi đó vật B của nó sẽ là một vật rơi tự do dưới tác dụng của gia tốc trọng trường G. Và để bắt tìm cái thời gian mà nó chuyển động từ Q cho đến M, vậy thì chúng ta chỉ cần áp dụng cái công thức về chuyển động rơi tự do là chúng ta có thể tìm được ra cái thời gian mà nó chuyển động được từ Q đến M là bằng bao nhiêu. Thì ta có là công thức rơi tự do là H bằng 1/2 GT bình. Và từ đây suy ra T bằng căn bậc 2 của 2H trên G. Và
thay số tính toán được bằng 0,3 giây. Và 0,3 giây cũng chính là khoảng thời gian kể từ khi vật B bắt đầu tuột dây tại điểm Q và rơi xuống đến điểm M. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn và các em ở video tiếp theo. Xin chào.